Sửa chữa nâng cấp
Xin
Xin cảm ơn Bộ trưởng. Xin cảm ơn đại biểu
chúng ta tốt, chúng ta làm được thì chúng ta có thể là giảm
后我看有人他刚才看小杰就会说我精彩，每天就没有才干，他就老了这一步都没了，这种证明了说他的工作呢，他们说工作和你这两个人是他的后面的和父母的存在的家庭家庭的财产，他的做地的也好到了最后我会吗，很多人他自己都参加了从证明的管控了，人不好就好命了，因为我们在这个东西的事情都是这个头上太清楚的，所以我不好看，所以原来你敢走为了我还是我的把这个来给你越过过来不会把这种好就在今天今天将他们做工的我就有多少好他就有多少不我给他找的我就可以把他的名字他仍然有多少自己并没有干而等到他出了另外我给他给我把他跟这个名字给他这个高但是你高但是这个就是我高都没人提出我这些他今天的心头很不好意昨天你们的公司前的昨天照顾给你中山的都采过了一个成年人昨天我就说你跟他在谁中间两个人他前面的方面有人中国中山说就在中国西方他某个良心啊中国人民族前很惨某个手那这个中间面他把中间从来中国人民族的不可否不可否他来了他分手他在中间他不可以人他都给了那他来了他走来分手他在这个中间他这个交通他才会了开才会发现才会来交通他才会来交通他才会来交通他才会来交通他才会来交通所以这个中间我在这边没有上他可以有我们那里有个人呢，哎呀，路上没感觉，这里没人出声，那我这怎么办？那我这怎么就看着我出声？突然突然有人，这不根本就搞不来个问题，这怎么就搞个什么出声？谁来就干，谁叫叫出？那把干就没人，那我干就干，我干就干，谁不白干？我好干就这一种，搞这两口烧火白粥，好吃不干不好没干，谁来就干。并没人，好就了。干起工作就完了，没干了，他这个花了没人。早上你不得干了，明天工资第二天不能收回来，就搞不了嘛。我今天晚上就在那这个站，我老是在那个方，好像是车子停了，人车子停了一下，就车停了。来给我那边看看，那没人看了，就在看我们这里没，没有人了，没有人就走来了。你明天来来车，就不会有不干。这些人不能带来好像这不能够共产的六三等下不能签给人的那么这个人他可以中在中国人的话来了刚才来了怎么讲因为这么的多中国他们一同中的困难的还有这些人才是要违规就要老师的会有错困难中在那么这些人他们就把他们违规搞这些人困难的谁不能给了中在中国人会定的地方但是没有跟人打折把你开所有的资产把这卫生的这些做完那是靠某一方真正抓地方但是没有跟应该可以把这国际的朋友来加一种种中国人员把中国人员来跟国际某一方找那么多的工程员来中国写来买来增加劳动多给中国劳动员的人呀你为了中国还没有做到现在过年了就国际的工程你们抓住中国人员到地方收管他到那么多工程的给中国都没有今天呢怎么不从大企业的包ông không hề tiếp phòng vẫn vắng tay không tiếp dân không có trong phòng cho tôi mở nhờ một tí đây không có một người nào trong phòng tiếp dân đó không có một ai luôn bây giờ đồng hồ kia là mấy giờ rồi đây đấy các bạn nhìn rõ đồng hồ nhá giờ hành chính nhá ngày hành chính mà không thấy đâu không thấy một ai cả không thấy một ai tiếp dân sáng nay là chúng tôi đã lên tiếp dân rồi và cũng đi mất rồi
Đấy. Và bây giờ là không thấy ai, chuẩn bị hết giờ hành chính rồi. Gì à? Sao phải tắt à? Thế chúng tôi giám sát bằng cách gì à? Xuống đây này xem biển, đi xuống đây này. Không, tôi hỏi anh là quyền công dân của chúng tôi được giám sát, bây giờ chúng tôi lên tiếp dân. Quay tôi phải chịu được đồng ý của tôi thì được quay nhá. Anh chứ là bảo vệ ở đây, anh đứng ở trong tầm quay của tôi. Chưa được đồng ý của tôi thì được quay nhá. Chưa sự đồng ý của tôi không được quay người tôi nhá. Chưa được sự đồng ý của tôi nhá. Quay đây. Ông đọc của tôi là bỏ, đây. Bỏ ra. Tôi đang live stream trực tiếp đấy, tôi nói trước. Tôi không biết cái chuyện đấy, tôi biết. Chưa được sự đồng ý của tôi được quay người đâu. Không quay người ông, tôi không quay người ông. Cổng ông ra chùa đây, ông trốn đi với ai ra? Đây là ở trong phòng quốc gia. Ông cổng không trốn đi, chúng tôi chả quay làm gì. Đây. Cả buổi sáng không nào đến buổi chiều lại đây lại trốn. Không làm việc mà. Đây là cơ quan nhà nước hay là cơ quan nhà gì? Em dân lừa dân đảo dân. Quay đi chụp gì nữa. Cơ quan tiếp công dân của chúng đảng nó như vậy thì ai được tin vào cái đảng này đây? Đảng cầm quyền như vậy đấy, cơ quan dân nguyện dân cử dân bầu đấy, đúng không? Đây là cơ quan dân nguyện dân cử dân bầu đấy, dân cử dân bầu này này để giúp cho dân được cái khiếu kiện đây. Ông nói to lên. Thế mà ông Cẩm lại còn bỏ trốn thế thì còn ai là tin vào đảng vào nhà gì nữa đây? Ông Bùi Hồng Cẩm lại còn bỏ trốn đấy, thì còn ai là người chân ông Cẩm lại còn bỏ trốn thế đây? Phó khu trưởng vụ tiếp công dân của Trung ương Đảng vào Quốc hội mà còn như vậy đi. Thì dân bây giờ chúng tôi biết tin ai đây? Tin vào đảng hay tin vào quốc hội đây? Quốc hội còn làm ăn những trò nhố nhăng như vậy thì dân chúng tôi tin ai đây? Đảng và nhân dân vùng lên mà đấu tranh cái bọn bà đảo bảo cái bọn này mất dạy đấy chứ. Nó để tại cơ quan chức công dân của Trung ương Đảng mà vậy làm ăn vậy thì còn ai tin được đảng đây? Ai tin được nhân dân đây? Dân tin được ai đây? Mà bây giờ nói là còn cố cãi.